Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2023. Thì em làm cái video này để giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đầu MD của Đờ Long với mã model là Đờ Long DMD 1600L. Chiếc đầu MD Đờ Long 1600L này máy về trong tình trạng là full phụ kiện đẹp như mới ạ, và con này là con giải mã 24 bit. Và để vào phần chi tiết video thì em vẫn làm cái chương trình đoán ba số cuối của cái tờ tiền 5.000, thì phần quà nó là một chiếc DAC của Soly với mã model là DP1000, một chiếc USB 64G, một sợi dây 3.5 ra AV và một sợi dây quang từ TV vào, và kèm theo đó là đi theo chiếc DAC là một cái nguồn nguồn Soly 9V. Thì các bác sẽ bình luận cho em ba số cuối của cái tờ tiền 5.000 vào video này. Thứ hai, cho em xin nút like video, và thứ ba, bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 11 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng những cái sản phẩm về giải mã, về DAC. Và máy 1600L này thì nó về trong tình trạng là full phụ kiện gồm có sách và khiển xịn theo đầu. Và mã khiển của nó là RC270. Đấy, sách hướng dẫn zin ạ. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ quay qua cái hình thức của con 1600L này ạ. Vâng, em sẽ quay cận cảnh cái hình thức về cái mặt mũi, cái mặt tiền của con 1600L. Con này thì máy về trong tình trạng là đẹp như mới 100% các bác nhé. Đẹp như mới luôn ạ. Đây là hai bên hồi lưng này. Nắp lưng của nó đấy ạ. Tất cả cái lớp sơn này là nguyên bản 100% hết các bác nhé. Đấy. Và đây là cái lóc máy. Rất chi là đẹp. Mặt con này là mặt phay nhôm. Con 1600L này mà các bác có những chiếc âm ni của Đờ Long như là PMA 2000, 2002 La Mã, 3 La Mã và 2004 La Mã, thì các bác ghép con này thì quá đẹp rồi, quá ok vì nó cùng cái form dáng. Và con này nó có cái thông số kỹ thuật là điện 100V 19W 50 trên 60 Hz và số seri của nó là 2638 đuôi, và máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật, và đây là cũng là cái dây nguồn zin của nó ạ. Dây nguồn zin các bác nhé. Và cổng ra vào của nó thì là nó con này nó gồm có hai đường quang, quang số 1 và quang số 2, và một đường coaxial đồng trục. Đường ra thì gồm một đường quang out để dành cho các bác có thể kết nối với những chiếc vang số để hát karaoke, và một đường analog out để cho các bác sử dụng những chiếc âm đi nghe nhạc để làm DAC giải mã. Và một đường analog in để cho các bác kết nối với điện thoại, laptop, PC. Đấy. Rất đẹp các bác nhé. Này máy về rất đẹp luôn ạ. Máy về rất đẹp. Em quay cận cảnh cho các bác một lần nữa. Con này thì cái ổ MD của con này thì nó thu phát ghi xóa cực kỳ tốt các bác nhé. Không lỗi lầm. Giải mã 24 bit và không cần đĩa mồi. Đấy. Hai bên hồi này. Rất đẹp luôn ạ. Và bây giờ thì em sẽ mở cái nắp lưng này ra cho các bác xem luôn cái ruột gan của con Đờ Long 1600L này ạ. Vâng, em cũng mở cái nắp lưng này cho các bác xem luôn cái ruột gan ạ. Đây là mảng mảng nguồn vào. Và đây là nguồn này. Và đây là mảng giải mã và mảng analog. Con này nó chạy hai con chip PCM61P. Cho cái chất âm của con này thì nó cực kỳ chi tiết. Và cái con Đờ Long 1600L này thì nó được mệnh danh là con này chuyên chơi nhạc vàng, ông vua giải mã nhạc vàng. Và đằng sau đây thì em cũng đã cắm dây nguồn 100V này, đường quang từ TV vào, AV Ramny. Và em sẽ cho các bác xem luôn cái nội thất của nó. Máy về rất đẹp ạ. Máy móc bên em thì các bác cứ yên tâm là zin nguyên bản 100% nhé. Và con Đờ Long 1600L thì nó được sản xuất trực tiếp tại Nhật, và nó được sản xuất vào năm 1997 hoặc 1998. Đây, các bác nhìn cái sassi của nó này. Đẹp tổng thể, đẹp toàn diện từ bên trong ra bên ngoài. Đấy. Và đây là cái nắp lưng của nó. Đấy, nắp lưng của nó đây. Đấy, rất chi là mới nhá. Bên trong máy không có vết ám khói nào. Đấy, rất là đẹp. Và bây giờ thì em sẽ bật nguồn lên và em sẽ test cho các bác một bản âm thanh từ TV.
Thì con này thì ngoài chức năng giải mã không cần đĩa mồi thì con này có chức năng là chỉnh được volume to nhỏ khi mình làm giải mã. Đây nó có ba cái núm volume đây. Cái núm này là núm của digital, là của đường quang. Và núm này là núm của đường analog. Và đây là phím lách bài hát và các phím chức năng của nó trên mặt máy đấy ạ. Rất chi là đẹp ạ. Và về phần giải mã thì các bác chỉ cần bật nguồn lên và ấn cho em nút exit monitor thôi. Còn cái cổng input này các bác xoay cho em về OPT1 là xong. Đấy. Cái công tắc thêm này thì các bác gạt vào off cho em. Rec mode để chế độ hai kênh stereo. Đấy. Đây, exit monitor. Đấy. Và em sẽ bật TV lên ạ. Cái phần giải mã không cần đĩa mồi thì là ok các bác nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách ghi đĩa, xóa đĩa và chạy lại đĩa. Thì các bác đút cho em theo chiều mũi tên nhé, mặt chữ ở trên này. Đấy, đút như này cho em. Đấy, đợi nó đĩa nó tốc rít này. Đợi ổ xịn, ổ MD nó tốc rít ạ. Thì đây là cái đĩa này là đĩa trắng này, blank disc này. Bây giờ em sẽ bật cái nhạc ở TV lên. Đó, em sẽ ấn nút rec và play để bắt đầu ghi. Đấy. Thank you.
Đấy, các bác không ghi nữa, các bác ấn nút stop cho em. Đấy, xong các bác cho đĩa ra để nó lưu cái bài hát đấy vào đĩa. Đấy. Đấy, bây giờ em sẽ đút lại này để kiểm tra này, xem nó đã lưu cái bài hát đấy vào đĩa chưa. Đấy. Đấy, em sẽ bấm play nhé, bắt đầu chạy này. Thì tất cả những cái chức năng như là thu và phát này là ok này, giải mã không mồi ok này. Bây giờ em hướng dẫn cách xóa luôn ạ. Cách xóa các bác ấn edit cho em. Đấy, xóa đĩa. Xóa hết cái nhạc ở trong đĩa đi, các bác xoay cái núm này. Về on red này, xong ấn enter hai lần. Đấy. Và nó sẽ hiện là blank disc là đĩa trắng, các bác lại cho đĩa ra. Mục đích khi mình ghi và xóa xong thì là phải cho đĩa ra để cái cần thu nó sẽ sập xuống và nó sẽ lưu hoặc xóa những cái nhạc ra khỏi đĩa hoặc vào đĩa. Đấy, thì tất cả các chức năng của một chiếc đầu MD-1006AL, một trong những model cao cấp của dòng MD Đờlông. Về chất âm con này nó chỉ đứng sau con đầu MD-S10 của Đờlông thôi ạ. Và con này thì em bán là 7.700.000 đồng. Máy kèm có chiếc điều khiển sách hướng dẫn. Và máy bán ra thì bên em sẽ tặng cho các bác một đĩa MD có chương trình, một dây quang, một dây AV và bảo hành cho các bác 3 tháng nối một đổi một. Thì mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo cái số hotline duy nhất bên em, nó là 0966723489 và cũng là số Zalo bên em. Địa chỉ bên em tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, và bên em vẫn giao hàng ship code toàn quốc. Và hiện tại thì shop em vẫn còn những nhiều model. Đấy. Những model về DAC, về CD giải mã, về những chiếc đầu MD 3 trong 1 như là của D5C này, 3 chiếc D2 này. Đấy. Và một chiếc D3, một chiếc D40. Còn Sony thì MD của Sony có những dòng như GE700, Sony JB920, đấy, rất nhiều. Đấy, thì một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác.